Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với cả Hacom. Nếu mà anh em nhìn với những linh kiện trên bàn của mình đây, anh em sẽ nghĩ rằng hôm nay chúng mình sẽ lắp tông là Thuf. Nhưng mà điểm đặc biệt trong một buổi máy tính hôm nay ấy, buổi lắp máy tính ấy, đó chính là chiếc hộp màu đen ở đây. Và cùng tìm hiểu xem trong chiếc hộp màu đen này có gì đặc biệt đến như thế nhá. Thì hãy cùng kể về một câu chuyện vào vài tháng trước đi. Thì vài tháng trước mình có đi Computex và trong cái hôm đấy mình có đi qua buồng của Asus và ở trong đó thì mình thấy một cái sản phẩm cực kỳ là hay luôn, đó chính là chiếc mền ngược và chiếc cảm màn hình không hề có dây. Và hôm đấy thì mình hỏi cái anh đại diện Asus thì anh ấy bảo rằng là chiếc mền và chiếc cạc không dây ấy thì nó sẽ là một cái phiên bản prototype thôi, chưa được ra mắt. Nhưng chiếc mền ngược Asus Thuf ngược ấy thì sẽ ra mắt vào khoảng tầm quý 3, quý 4 của năm nay. Và đã đến rồi anh em ạ. Đây là chiếc mền ở đây. Nó ở trong một chiếc hộp đen ly như này. Và thực sự người ngoài nhìn thấy thì không biết nó là cái gì cả. Hãy cùng mở hộp ra và xem nó có gì nhá. Thì nếu mà anh em nhìn thấy ở đây, nó sẽ có một cái tag bình thường và nó sẽ ghi đây là chiếc mền Thuf B760 BTF. BTF nó không phải là kiểu gì cả, không phải là beautiful gì đâu, mà nó sẽ là Back to the Future anh em nhá. Back to the Future. Mặc dù đại ra nó phải là BTTF cơ, nhưng mà Asus đã giúp gọi là BTF bởi vì nghe nó ngầu hơn rất là nhiều. Và anh em mở hộp ra thì wow, mền ngược xong hộp cũng ngược anh em ạ. Nhưng mà nếu mà anh em để ý nhá, đây là anh em nhìn này. Đây nếu anh em để ý này. Rõ ràng là mền B760, nhưng mà trên này thì lại ghi là chipset B560, rồi dưới đây thì lại là AMD B650, xong rồi D5 các thứ kiểu, trong khi đây là mền của Intel. Thế mới ngầu chứ. Và chiếc mền của chúng ta ở đây anh em ạ. Đây, mền đây. Chiếc mền này nếu mà anh em nhìn sơ qua thì sẽ giống y hệt những chiếc mền B760M bình thường của Asus. Nhưng mà nếu mà anh em nhìn kỹ, nhìn sâu vào ấy thì nhận thấy rằng là cổng cắm đâu rồi nhỉ? Đằng sau hết rồi anh em nhá. Những cổng gì sẽ chuyển đằng sau để mình kể cho anh em xem. Đầu tiên là tất cả những cổng nguồn, bao gồm đầu tiên là nguồn của CPU và nguồn của mainboard là 24 pin và 8 pin các kiểu là ra đằng sau hết. Tiếp theo, tất cả cổng fan đã đều ra đằng sau này. Fan CPU này, pump này, xong các kiểu này đều ở đằng sau hết này. RGB cũng đã được chuyển ra đằng sau. Ngoài ra sẽ còn những cái cổng như là cổng USB này, cổng SATA này, cổng front panel này và audio vân vân và mây, tất cả mọi thứ gì đó đằng sau hết. Và ngoài ra chúng ta sẽ còn được tặng kèm thêm cả một đầu M2 nữa, cực kỳ là tuyệt vời, khiến cho chiếc mền này có tổng cộng là 3 đầu M2 anh em nhé. Đằng trước chúng ta chỉ còn có mỗi nào thì socket này, chúng ta sẽ còn có RAM này, chúng ta còn chipset này, 2 đầu M2 này, 2 khe PCIe này và VRM, thế thôi. Ngoài ra thì không còn một cái gì ở bên trên này cả. Tức là tất cả mọi thứ anh em sẽ cắm ở đằng sau hết, còn những thứ còn lại thì sẽ ở đằng trước, khiến cho bộ máy chúng ta đẹp đẽ hơn rất là nhiều và không hề hiện hữu bất kỳ một sợi dây nào ở đằng trước anh em nhé. Đây, cổng USB thì vẫn bình thường thôi, 4 đầu USB 2.0 này, còn đâu thì toàn đầu USB tốc độ cực kỳ là cao, có thêm cả Wi-Fi và đầu audio như bình thường nữa. Thêm đó này còn đầu HDMI và DisplayPort, không có vấn đề gì cả. Và để lắp và tung hô chiếc mainboard này thì chúng mình sẽ lắp với chiếc CPU i5-13500 anh em nhé. Em CPU này sẽ có tổng cộng là 6 nhân P, 8 nhân E, nhân với một số đó chính là 14. Và cái con số đây thì cực kỳ là khủng bố. Với những anh em nào mà không có yêu cầu quá nhiều về ép xung hay là xung quá cao ấy thì có thể mua em này được, bởi vì em này có cùng số nhân P và nhân E với cả chiếc 13600K, một con số cực kỳ là lớn. Tất nhiên tuy là bên ngược nhưng mà việc lắp CPU vẫn như bình thường. Anh em vẫn mở socket ra, cho CPU vào, lắc lắc nhẹ nhẹ một tí xem là đã vừa, rồi đóng vào socket như bình thường anh em ạ. Đấy, đóng là được rồi. Khác với những gì trên hộp nhá, trên hộp em này ghi là DDR5 các kiểu. Đâu nhỉ, cái con số chữ DDR5 đâu rồi. Đây này, cái chỗ này ghi là DDR5 này. Đấy, ở trong này có ghi DDR5 này. Nhưng mà em main B760 BTF này thì dùng main RAM DDR4 anh em nhá. Đây, và tổng cộng là 4 khe ở khu vực ở giữa đây này. Và mình sử dụng với kit của Fury, bởi vì anh em biết rằng là Thuf thì tông của họ đa số là màu đen và có một chút màu cam cam một tẹo. Nhưng mà tự dưng bây giờ mình cho một kit RAM đỏ với cả một kit RAM trắng này thì hơi buồn cười đúng không? Thế nên mình chọn ngay một kit RAM đen của Fury để cho anh em gắn vào. Em này thì là hai thanh DDR4, dung lượng thì là 16GB và bus là 3200. Một con số khá là cơ bản cho một chiếc kit DDR4 trong thời điểm hiện tại. Và chúng ta đã xong về RAM, về CPU. Vậy thì tiếp theo là gì? Ổ cứng anh em nhé. Mình sẽ lựa chọn là lắp vào ổ cứng đằng trước chứ không lắp vào ổ cứng đằng sau, bởi vì mình không biết em này tốc độ... tốc độ cao phết. Thế thì lắp đằng sau đi. Em này đằng sau vẫn là PCIe Gen 4 X4 anh em nhé.
tức là full băng thông của một chiếc SSD NVMe M2. Thế nên là gắn vào thôi chứ còn lo gì nữa, đúng không? Ở đằng sau chúng ta sẽ không còn có cái Quick Latch cho anh em nhé, mà sẽ dùng ốc bình thường thôi. Bình thường nếu mà anh em để ý thì Asus họ có cái đóng mở nhanh của SSD ấy, nhưng mà có vẻ như là cổng đằng sau thì họ không ưu tiên, bởi vì khả năng là nó dày hơn một chút, thế nên họ sử dụng ốc như bình thường. Đó, thế là xong. Tất nhiên anh em phải lưu ý, nếu mà anh em gắn SSD vào đằng này thì nó sẽ bị sao? Nóng hơn so với cả nếu mà không gắn tản nhiệt, tất nhiên rồi. Nhưng mà thực sự thì cái nhiệt độ của em này không quá là cao nên mình không quá là lo lắng đâu nha. Rồi, vậy thì đã xong về CPU, đã xong về RAM, đã xong về ổ cứng rất nhanh chóng. Thì chúng ta sẽ có gì? Đó chính là vỏ cây anh em nhá. Về vỏ cây ấy, thì chúng ta sẽ có trên thế giới hiện tại thì mình biết, đến đây theo như mình biết nhá, còn mình không nhớ là các hãng có update mới hay chưa, nhưng mà trên thế giới hiện tại đang có 3 mẫu vỏ cây có thể lắp được những chiếc main ngược như này. Đầu tiên là 2 mẫu của Asus, bao gồm đó chính là chiếc GT502 và chiếc vỏ cây A21 ở đây. Ngoài ra thì còn có một mẫu của Celltep nữa, nhưng mà mình không nhớ rõ đó là hình dài, hình dáng như nào, nhưng mình có biết thông tin của nó thôi. Và hôm nay thì mình sử dụng đó chính là mẫu Asus A21 anh em nhé. Em vỏ cây này thì là một cái em vỏ cây kích cỡ bình thường, trung bình, MATX, à không, gọi là Mid-Tower đấy. Và sẽ gắn được những main ATX, MATX, và tất nhiên sẽ gắn được những chiếc card rất là lớn. Nếu mà anh em nhìn đằng trước này, Great Compatibility này, gắn được AO 360 nhá, gắn được card 380mm nhá, gắn được nguồn 210mm nhá, và có tận là 33mm, tức là 3cm để anh em DJ thoải mái ở đằng sau. Và đó cũng chính là thế mạnh khiến cho chiếc main tuf này có thể gắn được vừa vào đó. Ngoài ra thì những chiếc vỏ cây như này đã đều được cắt gọng, gọi là cắt những cái lỗ riêng để cho những chiếc main ngược như thế này. Vậy nên là dù sau này Asus có làm thêm những chiếc main khác nhưng vẫn để nguyên vị trí như thế thì đều có thể gắn được vào những vỏ cây như này. Rồi, đây là chiếc vỏ cây A21 chúng ta. Thì có lý do tại sao đây là một chiếc vỏ cây có chất lượng cao mà anh em nên mua. Thứ nhất, nó có một màn kính cường lực, cái này rất nhiều cây có rồi. Nhưng về lượng mesh thì em này nhiều vô cùng. Đầu tiên này, mesh đằng trước cho 360 này, đúng rồi, có vẻ như là 360 này. Mesh ở bên trên này cũng gắn 360 này. Và mesh ở đằng sau anh em nhá. Anh em nhìn chưa? Một dải mesh cực kỳ là lớn ở đây luôn, để anh có thể thoải mái thổi ra, thổi vào khí. Tức là bây giờ càng ngày thì các hãng càng ưu tiên cho cái vấn đề tản nhiệt hơn là cái vấn đề kiểu để một lớp kính đây xong rồi nhìn trông rất là dở hơi, đúng không? Ngoài ra em này có một điểm thông minh nữa bên ngoài, đó chính là ở đây nếu mà anh em nhìn này sẽ có những cái móc này. Đó, những cái chỗ này để anh em gắn dây vào anh em nhá. Tức là anh có thể vẫn đi dây được ngoài cây luôn nhá, cực kỳ là hay luôn. Tức là anh em có những cái thiết bị nào luôn cố định, luôn đứng ở đấy thì anh em có thể nối từ mainboard rồi cây trực tiếp ở đây. Cầu trực tiếp vào chỗ này luôn, quá hợp lý. Đây. Và đây chính là lý do tại sao mà MK này là MK dành cho những chiếc main ngược. Bởi vì ngoài những cái lỗ DJ bình thường của ATX ra, đây anh em nhìn này, những lỗ DJ rất bình thường đúng không? Bình thường là cây anh em sẽ như này, nó sẽ còn có những cái đỗ lỗ đây, ở đây nữa, dành cho những phần ngược của main. Đấy. Những cái lỗ này thì để anh em có thể cắm dây nguồn, cắm dây nguồn CPU, cắm dây nguồn main này, xong rồi cắm USB, cắm RGB, các kiểu fan phùng ở khu vực này đây. Và hy vọng rằng là nhiều hãng case có thể tiếp nối được Asus và làm những chiếc vỏ cây hợp lý với cả những chiếc main ngược như này nhá. Cái vỏ cây này nếu mà nói về cái độ gọi là thông minh của thiết kế thì mình đánh giá khá là cao. Bởi vì sao? Nó học, nó có mượn một chút thiết kế của những cái mẫu cây khác, nếu anh em để ý vào phần giữa này. Đấy, nếu anh em để ý đây, thiết kế này cũng có chút copy. Tức là nếu anh em dùng những con main bình thường sẽ là cho dây vào đây luôn. Đấy, cực kỳ là hợp lý. Ngoài ra thì ở dưới đây mesh rất nhiều và sẽ còn có một cái lỗ cực kỳ là dài, một khe cực kỳ là dài để có thể cho con cạc, dây con cạc lên nữa. Rất là tiện lợi. Ở bên hông bên này thì sẽ có một chút chỗ để anh em, ví dụ như là anh em cắm quạt đằng trước đúng không, thì sẽ có đầu để đi dây ra cho từng quạt ở chỗ này, mà nhìn trông không bị gọi là bừa phứa quá, rất là đẹp. Mỗi tội là em vỏ cây này thì có một chút gọi là điểm trừ, đó chính là cái chất lượng build mình đánh giá chưa quá cao. À, tức là kiểu nó kiểu nhìn trông không trơn mượt như là những em kiểu cùng tầm giá kiểu thế. Nhưng mà đánh giá về cái điểm gọi là tính hữu dụng của nó ấy, thì mình rất ok. Và sau khi nhìn một chút thì mình nhận ra là em này không có hỗ trợ ATX nha. Em này chỉ hỗ trợ MATX thôi, là maximum thôi nhá. Mình nhầm, em này chỉ có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 5 khe PCIe thôi. Đấy, 5 khe PCIe thôi. Và vừa khít với cả chiếc main B760 này. Và đây, anh em có thể nhìn ở đằng sau
sức mạnh của công nghệ. Đấy, đầu CPU này, fan này, SATA này, vân vân, mây mây, không thiếu cái gì cả. Bây giờ gắn dây vào thì chả cần phải suy nghĩ quá là nhiều. Chỉ cần như này phát ra, cắm vào đằng sau là đẹp như một giấc mơ anh em ạ. Đây, USB và USB đúng không? Có ngay luôn này. Đấy, tiếp theo audio thì ngay góc này thôi. Đấy. Tiếp theo thì front panel em này nguyên khối luôn, tiện thế nhỉ. Lại thả vào đây. Và thế là xong. Trời ơi, quá là nhẹ nhàng và dịu dàng. Đơn giản vô cùng anh em ạ. Nhưng mà hiện tại thì mình đang thấy là có vẻ như là cái đầu USB 3.0 này nó hơi lòi ra nhiều quá. Và không biết là đến lúc đóng nắp thì có vấn đề gì không. Mình hy vọng là không anh em nhá. Rồi, thì tiếp theo đó chính là vấn đề về nguồn, về tản nhiệt. Với chiếc CPU này, thực sự là mình rất muốn lắp với cả một chiếc tản nhiệt Asus TUF. Nhưng mà Asus thì họ lại không gửi kèm cho mình một chiếc tản nhiệt Asus TUF. Thế nên là mình phải dùng tạm một em Cooler Master ở trong kho của chúng mình thôi. Đây, anh em mình sẽ lùng một con, đó chính là Master Liquid ML240 ARGB anh em nhé. Đến từ nhà Cooler Master. Em này thì là một chiếc tản nhiệt khá là cơ bản thôi. Và chiếc CPU này khi đi kèm với chiếc tản nhiệt này sẽ rơi khoảng tầm 80 độ, tầm tầm đấy. Ok, sau khi gắn chiếc AO của chúng ta xong thì mình nhận thấy rằng là đúng là một phát minh tuyệt vời. Thực sự là khi mà anh em gắn kiểu fan AO các kiểu ấy là anh em sẽ phải cho dây lùi ra đằng sau, sau đó lùi ra đằng trước để gắn vào main đúng không? Nhưng mà với cái việc mà xuất hiện cổng kết nối ở đằng sau này gắn cực kỳ là dễ luôn. Nhưng mà ấy, có một cái như này là mình không biết là nhà sản xuất Asus họ cảm thấy như nào, nhưng mình nghĩ rằng nhá bây giờ ấy mà họ có thể tìm được cách mà đục xuyên main nữa thì ngầu hơn. Tức là nếu bây giờ mà kiếm được một cái chỗ mà không hề có một cái đường gì, không hề có một cái trace gì ở xung quanh đấy, đục xuyên main, tức là những cái lỗ, ví dụ như thay vì lỗ ốc này là có một lỗ ốc không, thì đây sẽ là một cái lỗ nhỏ để mình có thể luồn cái đầu cắm fan với cả đầu cắm RGB của chiếc tản nhiệt này vào ấy, thì 10 điểm luôn chứ còn gì nữa. Hoặc là Asus có thể nghĩ ra đó chính là cái cục tản đúng không, rồi dây sẽ đi ngược lên ống đây và đi ra đằng này, thì nó cũng là một cách để không dây cho cả chiếc tản nhiệt của chúng ta nữa. Nếu mà anh em để ý kỹ thì sẽ nhìn thấy một cái dây nho nhỏ nối từ cái tản và luồn ra đằng sau, thì nó hơi bị xấu mắt một tí thôi. Nếu mà anh em dùng cây màu trắng ấy, thì hơi bị xấu mắt một tí thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng vẫn là khá ok. Và nếu mà Asus sau mà làm như thế thì mình thấy Asus điểm 10 luôn. Nhưng bây giờ thì gắn nốt chiếc cạc nhá. Chiếc cạc hôm nay của mình đó chính là sử dụng chiếc 4070 Ti đến từ nhà Asus. Hơi tiếc, thực sự là rất tiếc. Trong thời điểm hiện tại ấy, thì trong kho của Asus là họ đang có một chiếc cạc không dây đấy. Tức là cái cạc đấy sẽ nối trực tiếp, câu trực tiếp điện từ mainboard. Và mainboard sẽ có một cái đầu 16 pin bình thường ở đằng sau này này. Nhưng bởi vì đấy chỉ là một cái prototype và họ chưa biết rằng thị trường sẽ như thế nào, thế nên là họ đã không sản xuất cái sản phẩm này ra dành cho người dùng bình thường. Và cái sản phẩm đấy hình như cũng là BTS như bình thường luôn. Thế nên mình bắt buộc phải dựng một chiếc cạc Asus TUF 4070Ti bình thường anh em ạ. Nhưng mà được cái, tại sao mình lại chọn em này? Bởi vì em này sử dụng đầu 16 pin. Đây, đầu 16 pin của chúng ta đây. Đầu 16 pin này thì cực kỳ là nhỏ, cực kỳ là mỏng, cực kỳ là con đáng yêu luôn. Thế nên là khi mà anh em cắm với những chiếc cạc như này ấy, thì phải gọi là nhẹ nhàng vô cùng. Mà nhìn chung nó cũng rất là ưa nhìn chứ, nhìn chung rất là đáng yêu chứ. Và một điều nữa là mình sử dụng một chiếc nguồn của Asus nữa. Thế nên đó chính là do sao mà mình chọn chiếc 4070Ti này. Đây. Và gắn em này thì nhẹ nhàng đơn giản, cầm nặng phết nhở. Cái khối này là kim loại chứ không phải là nhựa đâu. Mình đánh giá ấy, năm nay Asus TUF làm đẹp hơn là Asus ROG nhá. Mình đánh giá như thế luôn. Bởi vì mình cảm giác kiểu con Asus TUF nó to vừa phải thôi, chứ nó không bị to quá như là ROG. Và khiến cho người dùng cảm thấy khá thoải mái khi sử dụng. Xong rồi gắn con này vào thôi. Rồi, vừa khít vừa khin luôn anh em ạ. Vậy là chiếc cạc của chúng ta đã được vào trong bệ phóng rồi. Còn gì thôi anh em ơi, còn đúng nguồn anh em ạ. Và hãy cùng xem là cái vỏ cây này nó sẽ xử lý vấn đề về nguồn như nào nhá. Chiếc nguồn mà mình sử dụng cho bộ máy này là chiếc nguồn Asus TUF Gaming 1000W Gold. Em này thì sẽ có bảo hành 10 năm, 80 chuẩn Gold và sẽ có compatible với cả ATX 3.0. Mình biết rằng cái chiếc nguồn này cực kỳ là overkill với cả bộ máy này. Chiếc CPU này khi mà dùng max load chỉ có 170W, còn cạc màn hình chỉ rơi vào đâu khoảng tầm hơn 200W một tí thôi. Tức là nếu mà anh em cộng vào nhân ra thì một em nguồn khoảng tầm 850W là quá ngon với bộ này rồi. 1000 là hơi nhiều, nhưng mà được cái là chúng ta sẽ được tận dụng
cái dây ATX 3.0 của chiếc nguồn này. Chiếc nguồn này không lừa đảo, không scammer và có đầu 16 pin thật anh em nhé. Chứ không phải là dây chuyển từ 3 đầu 8 pin sang một đầu 16 pin đâu. Đây anh em nhìn ở góc này. Đấy. Và nguồn này thì chất lượng rất là cao. Đồng thời dây nguồn này cực kỳ là thích luôn anh em nhé. Mượt mà vô cùng. Chúng mình đã lắp rất nhiều livestream với cả em nguồn này rồi. Và chúng mình đều phải công nhận rằng là em nguồn này dây nguồn cực kỳ là thích luôn. Đây. Anh em nhìn này, anh em nhìn cái dây nguồn này. Nó kiểu nó không hẳn là vải và nó cũng không phải là silicon. Nó là cái chất liệu nhựa thì nó rất là dẻo và sờ cực kỳ là thích luôn ấy. Và em này, em dây nguồn này là được kế thừa từ em nguồn Asus ROG anh em nhé. Tức là một em nguồn TUF đã được kế thừa của ROG. Đó. Nói chung là với bộ máy tính này chúng ta chỉ cần gì? Một, thực ra cái con CPU này không tốn nhiều điện quá, thêm mình chỉ dùng đúng một đầu 8 pin CPU, một đầu 24 pin cảm nhận đây. Đúng một đầu 8 pin CPU cho chiếc CPU của chúng ta thôi. Và chúng ta sử dụng đó chính là một đầu 24 pin cho mainboard và cuối cùng là một đầu 16 pin cho chiếc cảm nhận của chúng ta. Vậy là cả bộ máy tính này chỉ dùng đúng 3 cái dây này trên chiếc nguồn này. Quá là tiện lợi và thực sự là minimalistic cực kỳ. Mình phải công nhận rằng là cái số lượng là 3cm ở đằng sau này có thể chứa được rất nhiều dây. Tức là nếu mà anh em không muốn để đi dây ấy, anh em ốp kính vào, cái ốp cái lưng vào cũng được. Và sẽ không phải lo lắng quá nhiều về việc dây bị ép vào nhau quá mạnh mẽ hay là các đầu kết nối bị ép vào nhau quá mạnh mẽ. Và để mình thử xem là liệu rằng cái đầu 3.0 này, cái đầu USB 3.0 này có thể chịu được với cả chiếc này không nhá. Vì dẫu sao họ cũng thiết kế nhỉ. Dẫu sao là nhà Asus họ thiết kế mà. Có vẻ như là vừa anh em ạ. Và số lượng lực đẩy ra thì không quá là nhiều, chứng tỏ là cái khoảng cách cho dây và cái back panel này thoải mái vô cùng. Cái mặt lưng này thì thoải mái vô cùng. Đấy, bộ cây nhìn trông gọn gàng đẹp đẽ luôn đấy anh em ơi. Nhìn không, ngoài cái dây PDU, ngoài dây con cảm hình ra thì không thấy một cái dây nào hết. Đúng là quá đẹp. Hy vọng rằng Asus có thể sớm ra mắt được chiếc tức là đây sẽ là cái sản phẩm mà Asus để họ bán ra để đánh giá xem là liệu rằng thị trường có muốn những sản phẩm không dây như này không. Và nếu mà anh em mua càng nhiều hôm nay ấy, thì Asus sẽ càng đánh giá là con này ngon và sẽ ra mắt chiếc cạc màn hình không dây cho chúng ta. Đó, thế nên là nếu mà anh em muốn hứng thú mua thì anh em có thể check đường link dưới mô tả anh em nhé. Chiếc máy tính này thì phải công nhận là nhờ có Asus mà cái vấn đề về DJ đã được xử lý rồi. Những cái việc mà ví dụ như bây giờ ngày trước anh em phải mua 90 độ này, bẻ cong đường dây này, xong rồi giấu giếm giếm các kiểu đều đã được xử lý bởi cái vấn đề ngược dây như này. Đó. Cái chiếc mainboard này đã tạo nên một những đường đi hoàn hảo luôn. Và anh em sẽ không bao giờ nhìn thấy những cái bừa phứa ở trong vỏ cây của chúng ta nữa, ngoại trừ cái dây nguồn VGA ở đây thôi. Thế nhưng tất nhiên không có gì là hoàn hảo cả. Mình sẽ kể cho anh em vài cái điểm xấu mà mình nhận thấy khi mà lắp cái bộ máy này nhá. Đầu tiên, đó chính là bởi vì Asus họ chưa cho ra mắt cái chiếc cạp màn hình ngược dây, thế nên là cái dây nó vẫn thòi ra như này. Nhưng mà đừng lo nhá, tầm cuối tháng này hoặc là sang tháng tới là chúng mình sẽ nhập những cái đầu dây 90 độ. Có luôn à? Có luôn à? Ôi, đang về Hà Nội rồi đấy, thì hai con chúng mình sắp nhập những cái gọi là dây 90 độ để có thể bẻ cong lên dây và cho dây nó đi ra đằng sau, nhìn chúng đẹp hơn rất rất là nhiều. Thứ hai nữa đó chính là cái vấn đề về đây này, anh em nhìn này. Cái chỗ mà đáng lẽ ra nó là 24 pin, 8 pin hay là fan phủng các thứ kiểu, bây giờ đã bị thay thế bởi một khoảng trống nhìn thấy được những cái mối hàn. Và nhìn chung rất là bị trống, rất là khó chịu. Đáng lẽ ra chiếc main này nên là một chiếc main ROG và nó sẽ có những cái giáp tre ấy. Nhưng mà nếu mà anh em muốn cảm thấy làm đỡ trống như thế này ấy, thì chúng mình cũng vừa mới nhập một số những chiếc màn hình anh em nhá. Tre vào đây thôi là đẹp vô cùng. Và có thể nói cái điểm cuối cùng ấy, đó chính là vẫn chưa được có sự hỗ trợ toàn phần bởi tất cả cái hệ thống bây giờ. Có xe này, Cooler Master này, Fantech này, Sama này, rất nhiều hãng vẫn chưa có cái vỏ cây ngược cho chúng ta. Thế nên là chiếc mainboard này chưa thể gắn được với cả vỏ cây của Asus, vỏ cây của Seotep và hình như là vỏ cây của Sama nữa, 1 hay 2 mẫu của Sama nữa. Và chỉ có như vậy thôi. Vậy là chúng ta mua một chiếc mainboard và chỉ gắn được trên 4 cái vỏ cây
đó sẽ là thứ mà anh em cần phải suy nghĩ xem là liệu rằng chúng ta có nên đầu tư hay không. Đó. Vậy thì nhưng mà đối với mình ấy, mình rất là kỳ vọng vào cái công nghệ này và hy vọng rằng trong tương lai không chỉ Asus mà các hãng khác có thể học tập theo trên main board này và khiến chúng ta có những cái sản phẩm level up hơn. Rồi. Đấy, nếu anh hứng thú ấy, với những cái nào thì đầu 90 độ này, màn hình này thì mình sẽ để đường link ở dưới mô tả cho anh em xem nhá. Còn đâu thì nếu anh em thấy video này hay và hấp dẫn thì hãy bấm like và subscribe. Cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video sau nhá.